Ông vua phải gì ông hoàng vua? Ông hoàng vua súng thì đã tốt. Trời ạ. Mình có đánh chơi vua súng ở đâu? Ui. Ui. Nãi sư. Đấy rồi. Này. Má. Ui. Thế sao? Cất cái kiếm đi không? Có cất cái kiếm đi không? Hả? Ui. Ông nội à, bớt giỡn đi. Linh đã không vui. Đưa đây. Bớt giỡn đi nha vịt nha. Á, nó cần chiến nó bị đau thế. May mà cần chiến nó không vào đầu ấy. Quả đấy là vào đầu là đấy đi đó. Nào. Cái gì cơ? Zero á? Cho hỏi zero, zero là đứa nào nhỉ? Tôi xin cái tuổi cái này. Ôi anh cứu em ngay, em bình tĩnh. Nó được, mà chết được cùng một viên đạn thôi, thôi đi à. Hòa bình anh em ơi. Hết đạn rồi. Ui, có cái hòm đây. Ờ, lại có đạn luôn, bạn là đứa nào láo với anh em ta. Kiếm tiếp đạn. Có rách đầu game ngon quá. Ủa, đây cái rách em ơi, nhặt cổ rách đi. Ok nhá. Không cảm ơn đâu, bắn đi. Anh em mình cần quét hết chúng nó đi. À. Ngày thứ hai này, làm gì thì làm luôn trong ngày hôm nay này, không tí nữa không được hồi sinh. Ồ, ngon. Có bi xô luôn. Xe. Ôi dồi em ơi. Ôi đồng đội của tôi. Ôi dồi. Anh vấn điểm. Không cố tình thề, anh không cố tình. Trời má, em tự nhiên đứng trước mặt thế này anh bắn cô bé. Levi à, tạm biệt Levi. Bớt thằng hăng chó lại giờ hết máu rồi đấy. Giờ bị bắn chết là cút luôn đấy. Ôi lại gật thôi. Giàu thế nhờ, đứa nào mà giàu thế nhờ, đầu chọc à. Này đừng bắn anh nhá, mà anh không bắn em nữa đấy nhá. Friend. Anh hết máu rồi. Friend à? Ờ, bạn nhá. Đấy, anh thấy em rồi em ơi. Nghe thấy anh nói không? Nên là kiếm cho mình một người đồng đội em ạ. Không tí nữa khó bắn nhau khó khăn lắm. Đi à. Ô, con nhân vật này không bị mất máu à? Chết thôi em ơi. Sao mọi người áo hết rồi, thì anh bắn chết hết rồi trả áo đi sao? Linh đã không vui rồi.
Phía trước mặt này có một này. Chính sinh đi đấy. Mình đã không vui. Xin game. Ok nhá, lại người quen à? Tại sao nhìn cái mũ quen thế? Đây đây, này cho súng này em ơi, súng súng, vào đây. Vào đây có RPK này. Ơ nhưng mà sao quả đấy mình đúng nó không chết nhỉ? Ảo thế. Đủ súng hàng Quảng Châu rồi đấy. Hack map đâu, cái đấy là set đánh mà anh em. Trời, ngoan quá. Ôi, đợi đợi đợi, chờ đợi đợi. Đây RPK này. Cái chính xác là quan trọng lắm. Đấy mà, đằng này cơ mà. Đằng sau này, đây RPK đây. Đấy. Cầm cầm lấy và múa đi. Thế nhá. Có một gần đây em ơi. Xong trận chuyện làm trận zombie ở đây mấy giờ ta? Ui, 1 giờ rồi á. Ôi, mình chưa từ mấy giờ đấy. Linh đã hết vui. Không được, chỗ này phải chạy. Di chuyển. Ôi, đúng. Làm được. Hello anh Linh. Ô, ai đấy? Tôi nhìn lạ lạ này. Ok, tôi không, tôi thấy anh đang hơi bị sốc tâm lý một tí. Ô, cảm ơn mà Đích Bét. À, giờ Đích đúng không? À, hóa ra là người anh em. Trời má, nó là bò phát ngọt vãi lì đi các mình cũng không biết. Quả đấy bò nó vào rồi mình không chạy đây cũng không được. Ok, Hà Giang top 1 rồi. Hà Giang đẹp, vị trí đẹp quá. Hà Giang đẹp quá. Khó. Game đấy mình có sống sót được thì cũng khó.